đi ống 20 trong này. Được chưa? Còn ống cấp nước này thì chuyển sang đây. Nóng lạnh thì chuyển sang đây nhá. Đây rồi. Chuyển sang đấy thì xe này là đúng vị trí như thế này hay là đổ hàng vào khoảng cách nào? Nó để đầu thấp xuống như thế này thôi này. Thì mình cứ để theo này là khoảng cách chung nhé. Ở trên này nó không đưa cái đấy nhỉ? Thì? Ở trên này nó không đưa cái đầu chờ ở trên này nữa nhỉ? Quên thì lúc này không hỏi đâu. Đầu chờ thiết bị của thằng 4 gì? Thế để bỏ nó cấp luôn. Không, cái này nó có đầu chờ trên bồn này nữa không hay là nó chỉ để sục ở dưới này thôi? Không, để nó cấp luôn. Để nó cấp mang lên công trường cho mình. Không, em hiểu là như thế.